Chỉ một câu nói, Hương Giang tiết lộ tâm trạng hậu chia tay Mắt Liêu. Hương Giang vẫn chưa nguôi nỗi buồn sau chia tay mối tình 2 năm với Mắt Liêu. Hậu chia tay Mắt Liêu, Hương Giang thường xuyên cập nhật cuộc sống thường ngày lên mạng xã hội, thoải mái tương tác với mọi người. Nữ ca sĩ quay trở lại với những dự án nghệ thuật được công chúng ủng hộ nhiệt tình. Mới đây, trong một bài viết Hương Giang vô tình tiết lộ tâm trạng hậu chia tay. Cụ thể, khi khán giả than buồn, em đang buồn quá chị ơi. Nữ ca sĩ liền đáp lại với dòng bình luận, chị còn giàu luôn đây này. Thường xuyên đăng tải khoảnh khắc vui vẻ nhưng có lẽ trong lòng người đẹp vẫn chưa nguôi nỗi buồn sau chuyện tình dở dang. Hương Giang và Mắt Liêu quen nhau từ sau sâu hẹn hò. Trước đó, Mắt Liêu cho biết tìm hiểu nhiều về Hương Giang. Anh ấn tượng với sự thông minh, xinh đẹp và bản lĩnh của cô và muốn có cơ hội chinh phục ca sĩ. Mắt Liêu cho hay anh không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh việc quen một người chuyển giới. Ngày 19 tháng 8, Hương Giang công bố đã chia tay CEO Mắt Liêu sau 2 năm hẹn hò khiến công chúng ngỡ ngàng. Cô viết, một hành trình yêu khép lại, hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được. Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em. Mắt Liêu cũng đáp lại đầy tình cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới. Sau chia tay, cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè thân thiết.